mấy gói xe bắp một gói em ơi, một gói thôi làm gì ăn hết mấy gói em, 10.000 nhé chị. Bắp hôm nay nó hơi đắt ấy, em bán 5.000 thì nó ít ấy, bắp 50.000 một ký. Cho chị 10.000 nhưng mà em cho một kẹo xơi đậu xanh thôi nữa. À, ngon quá. Cho cô một con cá riêu hồng, cái con thứ hai này này. Lát cô qua cô lấy nha. Đây là con thứ hai này. Đấy, con này. Ừ, đấy con đấy. Lát cô qua cô lấy nha. Đây, bữa sáng một hộp này có 12.000 thôi. À, cả nhà ơi, hộp này 12.000. Đó. Cả nhà ơi, một bịch xôi rất là ngon, xôi bắp và có chút đậu xanh rất là ngon, kèm với là đường, kèm với đường và kèm với đậu phụng. Cả nhà ơi, tuyệt vời luôn. Cái này 10.000 này cả nhà. Cái phần này cũng phần bánh hỏi này cũng 10.000 cả nhà. Đường con đọc không vậy? Hello, chào cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Bà Nội Đôn trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi sáng an bình và một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Một buổi sáng mà bà nội Đôn thường có thói quen là uống một ly trà nóng nha mọi người. Nhưng trà này thì là trà artiso. Sáng nay bà nội Đôn có đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Rồi bữa nay thì có xôi nha mọi người. Xôi nóng. Bánh hỏi mọi người. Rồi đây thì là xôi bắp 10.000 một phần nè mọi người. Xôi bắp có kèm một chút xôi đậu xanh. Bà nội thì thường không ăn đường nhưng cũng họ cho bịch đường này. Bánh ướt mà bên người của bà nội Đôn thì gọi là bánh cuốn. 10.000 nha mọi người. 12.000, 12.000. Chốc nữa em chị đi xuống đây bán không được. Đổ hết nước mắm ở đây rồi. Bây giờ bán ra bằng ấy hả?